You don't concede when there's theft involved. 187 phút là khoảng thời gian từ lúc kết thúc bài phát biểu của cựu Tổng thống Trump tại cuộc tuần hành Stop the Steal, đến khi ông phát đi một thông điệp ghi âm yêu cầu những người ủng hộ ông rời khỏi điện Capitol của Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ, người đã tuyên thệ trung thành với hiến pháp và có nghĩa vụ đảm bảo luật đức tin, đã khoanh tay đứng nhìn khi rường cột nền dân chủ của chúng ta, một quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, đang bị đe dọa. Trong một phiên điều trần công khai cuối cùng của mùa hè này, 7 dân biểu dân chủ và 2 cộng hòa trong ủy ban đã cáo buộc ông Trump không chỉ khoanh tay đứng nhìn cuộc tấn công với điện Capitol, mà còn liên tục chủ động khuyến khích những kẻ bạo loạn lật lại kết quả của cuộc kiểm đếm phiếu đại cử tri. Đám người đó đang cố giúp Trump đạt được mục đích, vậy nên dĩ nhiên ông ta đã không can thiệp. Tổng thống Trump khoanh tay đứng nhìn trong suốt khoảng thời gian 187 phút từ khi rời bục phát biểu cho tới lúc lên tiếng kêu gọi đám đông hãy trở về nhà. Ông ấy đã không làm gì hết. Ông Trump đã lên tiếng chỉ trích công việc của ủy ban, gọi nó là không cân bằng và bất công. Nhưng mới đây, các cố vấn của chính ông, những người đã từ chức vì cuộc tấn công ở điện Capitol, đã làm chứng rằng ông không sẵn sàng ngăn chặn bạo lực khi xem vụ tấn công trên TV tại Tòa Bạch Ốc. Nếu Tổng thống muốn đưa ra một tuyên bố và phát biểu trước người dân Mỹ, ông ấy có thể đã được ghi hình gần như ngay lập tức. Thay vào đó, Trump lại lên Twitter bày tỏ sự không hài lòng của mình với Phó Tổng thống Mike Pence vì đã không lật ngược kết quả bầu cử. Trump just tweeted, "Please support our Capitol Police. They are on our side. Do not harm them." That's saying a lot by what he didn't say. He didn't say not to do anything to the congressman. Trong những lời khai chứng được ghi âm lại, các cố vấn của Tòa Bạch Ốc cho biết ông Trump đã không buồn kêu gọi giới lãnh đạo quân sự hoặc cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn cuộc tấn công. Vậy Tổng thống Trump đã làm cái gì suốt buổi chiều hôm đó? Ông ấy ngồi trong phòng ăn, gọi điện cho các thượng nghị sĩ, kêu gọi họ hoãn việc thông qua kết quả bầu cử. Ngay cả trong những ngày sau vụ tấn công, ông Trump gặp khó khăn trong việc lên án bạo lực trong bài phát biểu được ghi hình. Tôi không muốn nói rằng cuộc bầu cử đã kết thúc. Tôi chỉ muốn nói rằng Quốc hội đã chứng nhận kết quả mà không nói rằng cuộc bầu cử đã kết thúc. Ok? Ủy ban đã dự kiến kết thúc cuộc điều tra của mình với phiên điều trần này, nhưng Phó Chủ tịch Liz Cheney cho biết do vẫn đang tiếp tục tiếp nhận thông tin mới, nên công việc của ủy ban sẽ được kéo dài sang tháng 9. Donald Trump phớt lờ lời thề nhậm chức khi khoanh tay đứng nhìn những hành vi bạo lực chống lại lực lượng chức năng, đe dọa trật tự hiến pháp của nước Mỹ. Chẳng thứ gì có thể biện minh cho hành vi này được, không thể bào chữa. Ủy ban này không có quyền buộc tội ông Trump, tuy nhiên, nó có thể sử dụng những thông tin thu thập được để đưa khuyến nghị lên Bộ Tư pháp Mỹ.